Thưa quý vị, trong suốt khoảng thời gian 9 tháng mang thai, dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của em bé và bảo vệ sức khỏe người mẹ. Để cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại Tây Ninh, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 đến 60 tháng tuổi đến hệ thống cán bộ y tế phụ trách công tác chăm sóc dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 5 năm 2018, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp cùng công ty Ajinomoto Việt Nam phát triển các nội dung cho phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Đến năm 2020, phần mềm đã hoàn thiện và triển khai rộng rãi đến các địa phương trên toàn cả nước. Phần mềm với nhiều chức năng và công cụ hữu ích giúp mẹ đơn giản hóa công tác lên thực đơn hàng ngày, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Với cân hàng thực đơn đa dạng, hơn 2.500 món ăn cho bà mẹ mang thai, cho con bú và trẻ em dưới 5 tuổi. Các thực đơn được phát triển dựa trên tiêu chuẩn dinh dưỡng từng giai đoạn thai kỳ của mẹ và sự phát triển của bé, cũng như khẩu vị địa phương, ý kiến từ chuyên gia bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ trên toàn quốc. Dạ, hôm nay thì được triển khai cái phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Tôi đánh giá đây là một phần mềm dinh dưỡng hợp lý. Phần mềm này nó sẽ hỗ trợ nhiều cho chúng tôi trong việc chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng, đặc biệt là mẹ và bé. Phần mềm này thì là dễ sử dụng, chỉ cần mình vào cái trang web và mình đăng tải cái phần mềm đó thì nó sẽ có rất nhiều cái nội dung trong đó để các bà mẹ có thể lựa chọn. Bên cạnh ngân hàng thực đơn phong phú, phần mềm còn có chức năng tự xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng. Phần mềm cho phép người dùng tự xây dựng thực đơn mới cân bằng dinh dưỡng từ các món ăn trong ngân hàng thực đơn do Ajinomoto Việt Nam phát triển, giúp người dùng linh hoạt trong việc thay đổi nguyên liệu, món ăn và xây dựng thực đơn mới phù hợp với điều kiện cá nhân, sở thích, thu nhập. Với mong muốn, người dân nhanh chóng được tiếp cận với phần mềm. Tại hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 đến 60 tháng tuổi ở Tây Ninh vào sáng nay, đại diện cố vấn kỹ thuật của công ty Ajinomoto Việt Nam đã chia sẻ rất cụ thể về các chức năng của phần mềm trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Từ đó giúp cán bộ y tế tham gia chương trình nắm rõ các nhiệm vụ và cách thức triển khai phần mềm hiệu quả đến đối tượng thụ hưởng chương trình là bà mẹ mang thai, cho con bú hoặc người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại địa phương, đồng thời hướng dẫn cho các đại biểu cách đăng nhập và sử dụng phần mềm để có thể ứng dụng tốt phần mềm trong tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại cơ sở y tế và từ đó có thể hướng dẫn được các bà mẹ đăng nhập và sử dụng phần mềm để thực hiện cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé trong mỗi bữa ăn gia đình. Đối với chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em thì ngành y tế Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn phần mềm trực tuyến cho cán bộ y tế và bà mẹ mang thai. Thì đối với các cái đơn vị y tế ở địa phương, củng cố tăng cường truyền thông giới thiệu phần mềm đến các bà mẹ mang thai cũng như là người chăm sóc trẻ biết đến và có thể sử dụng phần mềm. Để sử dụng được các chức năng của phần mềm, người dân cần thực hiện việc đăng ký tài khoản trước. Mỗi một Gmail, một số điện thoại chỉ đăng ký được một tài khoản. Mật khẩu của tài khoản có thể để bất kỳ, không nhất thiết trùng với mật khẩu của Gmail. Các bước truy cập vào phần mềm như sau. Bước 1. Truy cập website dinh dưỡng mẹ và bé.com.vn và vào mục đăng nhập đăng ký, chọn đăng ký và điền đầy đủ thông tin. Bước 2. Chọn đồng ý với các điều khoản và nhấn tiếp theo để đặt mật khẩu cho tài khoản. Bước 3. Nhập mật khẩu 2 lần và bấm đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản. Bước 4. Đăng nhập vào website để sử dụng các chức năng của phần mềm. Có thể thấy, chỉ với một tài khoản miễn phí, người dùng có thể sử dụng toàn bộ chức năng của phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Phần mềm sẽ hỗ trợ bà mẹ mang thai, cho con bú và người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi hiệu quả hơn,
cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân Tây Ninh nói riêng và người Việt Nam nói chung.